Xin chào quý anh chị cũng như toàn thể các bạn. Hôm nay Việt giới thiệu với quý anh chị và các bạn những hình ảnh phải nói là quý vị và các bạn hình dung đến bánh chưng, bánh dày của Việt Nam. Thì hôm nay một tòa nhà sẽ có thiết kế y như thế các bạn. Đây, tòa nhà đây. Đấy, đây các bạn thấy. Tòa nhà có cái lá cờ của Việt Nam rồi. Đó là tòa gì? Đó là tòa nhà gì? Mời các bạn đi tham quan và chiêm ngưỡng tác phẩm nghệ thuật của Việt Nam. Mời các bạn. Đây, Việt đang đứng ở trên con đường Hoàng Văn Thụ nha các bạn. Đây, Việt mời các bạn đi trên con đường Hoàng Văn Thụ. Tiến về ngôi nhà. Nếu các bạn mà đã xem ngôi nhà hoặc là các bạn nhìn thấy rồi thì Việt nghĩ là chắc chắn là các bạn sẽ biết. Đấy. Ngôi nhà bên hông đường Hoàng Văn Thụ nha các bạn. Đường Hoàng Văn Thụ thì là con đường không có nhà dân nha các bạn. Con đường Hoàng Văn Thụ thì ở bên cạnh là các bộ cũng như là văn phòng chính phủ. Việt mời các bạn đi tiếp. Bông hoa này đẹp quá các bạn. Mình không biết là bông hoa gì, rất đẹp. Và Việt giới thiệu thêm một con đường mà cũng phải nói là rất nổi tiếng, được hai nhà lãnh đạo đi bộ trên con đường này nha các bạn. Đó là đường Độc Lập. Đường Độc Lập thì được hai nhà lãnh đạo rất chi là nổi tiếng của thế giới, đó là nhà lãnh đạo của nước Mỹ, ông Donald Trump, và nhà lãnh đạo gọi là khá hot của thế giới, đó là ông Kim Jong Un, chủ tịch Kim của Triều Tiên nha các bạn. Rồi, Việt mời các bạn đi sang bên đường bên này đi cho rộng. Đây. Đây chính là mà tòa nhà Việt giới thiệu với
quý anh chị cũng như các bạn. Đấy. Tòa nhà được thiết kế tượng trưng của hai loại bánh của Việt Nam, đó là bánh chưng và bánh dày. Việt sẽ lấy hình ảnh để giới thiệu với các bạn nhìn từ trên cao. Kiến trúc của ngôi nhà Việt thấy rất là hoành tráng. Bên tay phải của Việt là quảng trường Ba Đình. Đấy. Đây, quý vị và các bạn. Quá chi là rộng. Đó chính là nhà Quốc hội. Nhà Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đấy. Hôm nay Việt giới thiệu với quý vị các bạn, đó là tòa nhà Quốc hội. Tòa nhà được trang trí những cái ô kính rất đẹp nha các bạn. Kính toàn bộ là kính chống đạn hết. Rất là khang trang. Rất mời các bạn chiêm ngắm nhà Quốc hội. Đấy, một tòa nhà rất chi đồ sộ và đẹp đây các bạn. Độc nhất Việt Nam nhá. Quý anh chị cũng như các bạn. Đây là tòa nhà Quốc hội. Nhà có kiến trúc rất là chắc chắn. Con đường này cũng là con đường mà được Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch nước Cộng hòa Triều Tiên, quý vị các bạn, Chủ tịch Kim đến đây đi dạo. Hai nhà lãnh đạo đã đi dạo và tâm sự cùng nhau. Rất chi là tuyệt vời đấy các bạn. Khung cảnh ở đây thì rất chi là thoáng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã tới kênh của Việt nhé. Các bạn cũng như quý anh chị lần đầu tới kênh, đừng quên để lại một like và đăng ký kênh. Việt sẽ quay các góc để cho quý vị cũng như quý anh chị xem. Tuyệt vời. Rất nhiều các bác, các cô chú nước ngoài cũng đi du lịch cùng đây, cùng đi dạo trên quảng trường Ba Đình nha các bạn. Đây, các bạn thấy đẹp không? Và bên hông này thì chính là con đường ra đài tưởng niệm của thành phố Hà Nội nhé, quý anh chị cũng như các bạn.
bên tay trái này chính là văn phòng chủ tịch nước. Đây, Việt sẽ quay lại tổng thể của tòa nhà Quốc hội Bình Vũ Nhu của Bình Trung nha các bạn. Trúc rất là đẹp. Xin mời quý chị đi hết con đường Độc Lập. Việt xin cảm ơn quý vị cũng như quý anh chị đã xem cũng như nghe Việt chia sẻ những hình ảnh như là kiến trúc về nhà Quốc hội của nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Quý vị và các bạn đừng quên like, subscribe, tiếng Việt đăng ký kênh để nhận những video mới nhất của Việt. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị ở các video tới.